Các bài tập mạnh cơ sớp và ngửa cẳng tay. Các bài tập mạnh cơ đằng trường. Tập đằng trường là tập co cơ, nhưng bị cản lại và không tạo ra vận động. Bài tập này giúp làm vững cổ tay, đặc biệt hữu ích khi bạn có đau khớp cổ tay. Bạn có thể tập bài tập đằng trường cho cả động tác quay sấp lẫn quay ngửa cẳng tay. Tập đằng trường cho cơ quay sấp. Bắt đầu ở tư thế ngồi, đặt cẳng tay lên mặt bàn. Ngón cái hướng thẳng lên trên. Bàn tay kia đặt lên bàn tay cần tập. Cố gắng co cơ để quay sấp bàn tay xuống. Trong khi tay kia kháng lại vận động. Giữ tư thế co cơ từ 3 đến 5 giây. Thư giãn và lập lại. Tương tự, bạn cũng có thể tập đằng trường cho cơ quay ngựa ở tư thế ngồi. Ngón cái hướng thẳng lên trên. Cố gắng lật ngửa bàn tay, trong lúc bàn tay kia kháng lại động tác này. Giữ tư thế co cơ từ 3 đến 5 giây. Thư giãn và lập lại. Tập mạnh cơ sấp và ngửa động. Tập với gậy. Ban đầu bạn có thể tập sấp và ngửa với một gậy cán dài, đứng thẳng, tay dọc thân, khuỷu gấp 90 độ. Bàn tay nắm một chiếc gậy cán dài hoặc trổi ở đoạn giữa. Quay cổ tay để xoay gậy, theo hướng ra ngoài, hoặc vào trong, giữ cánh tay sát thân và tránh di chuyển vai hoặc thân mình trong bài tập này. Tập sấp ngửa cẳng tay với vật nặng. Ngồi với tay cần tập đặt lên mặt bàn, cổ tay ở mép bàn bàn tay nắm một quả tạ hoặc cán búa. Thực hiện vận động sấp và ngửa càng tay trong khi cầm vật nặng, vận động có kiểm soát, lặp lại nhiều lần. Tập với dây đàn hồi. Bạn cũng có thể tập mạnh cơ quay sấp và quay ngửa với dây đàn hồi. Ngồi đặt hai tay đặt chéo nhau lên mặt bàn, hai bàn tay nắm hai đầu dây đàn hồi lòng bàn tay cần tập hướng lên quay lòng bàn tay để lật úp bàn tay chống lại lực cản của dây đàn hồi kiểm soát vận động và sau đó từ từ đưa bàn tay về tư thế ban đầu lặp lại tương tự bạn có thể tập quay ngửa với dây đàn hồi ngồi với hai tay dọc thân Khuỷu tay gấp vào bàn tay ở tư thế úp lên mặt bàn trong khi nắm một đầu của dây đàn hồi tay còn lại giữ chặt đầu dây còn lại quay cổ tay sao cho bàn tay hướng lên kéo căng dây đàn hồi lặp lại Tập sức và ngửa cẳng tay ly tâm. Bài tập ly tâm là bài tập giúp làm mạnh cơ trong khi co kéo dài cơ và giúp giảm đau trong các trường hợp đau gân cơ. Tập làm mạnh cơ quay sấp ly tâm với tạ tay, ngồi thẳng trên ghế, cẳng tay đặt trên bàn, cổ tay ở mép bàn, bàn tay nắm giữ tạ với ngón cái hướng lên, từ từ để cổ tay xoay ra ngoài trong khi kiểm soát lực kéo của trọng lượng. Khi đã hết tầm quay ngửa, dùng bàn tay kia đưa tay cần tập về vị trí bắt đầu. thả tay kia ra và lập lại. Đảm bảo vận động chậm và có kiểm soát, cẳng tay luôn tiếp xúc với mặt bàn. Bạn cũng có thể tập cơ quay ngửa ly tâm theo cách ngược lại. Tay có thể nắm một vật nặng như một cái búa với ngón cái hướng lên, từ từ để cổ tay xoay vào trong trong khi kiểm soát lực kéo của trọng lượng. Khi đã hết tầm quay sấp, dùng bàn tay kia đưa tay cần tập về vị trí bắt đầu, thả tay kia ra và lập lại. Đảm bảo vận động chậm và có kiểm soát.